đặt củ hành vào tay chừng 5 phút và chờ kết quả. Kết quả nhận được vượt xa cả sự mong đợi. Bạn đang giữ trong tay một bảo bối mà không hề tốn kém chút nào. Đó chính là những củ hành vẫn thường nằm khiêm tốn trên giá bếp. Hành không chỉ góp phần làm món ăn thêm ngon miệng mà còn bảo vệ cơ thể và sức khỏe của bạn nữa. Bạn bị đau tai và cảm thấy nhức nhối không thể chịu đựng được. Đừng lo, bởi chỉ cần một củ hành là đủ để làm cơn đau phải tan biến. Hành có tác dụng kháng viêm và làm suy yếu các vi khuẩn gây ra cơn đau. Vì vậy, nếu lần tới bạn đau tai, hãy cắt lấy phần lõi ở trên trong củ hành đập vào tai, bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy dễ chịu trở lại. Cũng giống như tỏi, hành có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch. Uống một cốc nước hành sẽ giúp bạn phục hồi nhanh hơn mỗi khi cảm lạnh hay bị cúm. Cách chuẩn bị rất đơn giản. Bạn chỉ cần đun sôi nước, sau đó thả một ít hành sắc nhỏ vào và chờ trong vài phút. Mặc dù tách trà hành có vị hơi khó chịu, nhưng đảm bảo sẽ cho thấy hiệu quả bất ngờ. Còn nếu bạn muốn khỏi bệnh nhanh hơn, hãy ăn hành sống khi bạn có đủ can đảm. Uống một cốc nước hành sẽ giúp bạn hồi phục nhanh hơn mỗi khi cảm lạnh hay bị cúm. Bụi bay vào mắt. Thật khó chịu khi có bụi bay vào mắt bạn. Phản ứng thông thường là dùng tay dụi cho tới lúc mắt bạn đỏ hoe lên. Nhưng điều đó chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Một mách nước nhỏ dành cho bạn. Hãy cắt phần lõi của hành ra từng miếng đến khi mắt bạn đẫm nước. Nước mắt sẽ rửa trôi mọi bụi bẩn bên trong và làm đôi mắt trong sáng hơn. Tất nhiên, bạn cũng không nên lạm dụng quá. Đặc biệt, nếu đó là hành cũ lâu ngày, có thể đã bị mốc hoặc loại đã bị phun xịt nhiều chất bảo quản. Chảy máu tay. Nếu bạn lỡ cắt vào tay trong khi làm bếp, hãy nhanh chóng dùng một lát hành đắp lên vết thương. Nó không chỉ giúp bạn cầm máu mà còn sát trùng và chống viêm. Hơn nữa, vết cắt cũng sẽ nhanh chóng liền lại trong thời gian ngắn. Vết sẹo. Có lẽ bạn không hề biết rằng bí quyết để xóa các vết sẹo cơ thể lại nằm trong phòng bếp nhà mình. Hoàn toàn đơn giản. Bạn chỉ cần lấy nước ép từ hành rồi thấm vào một miếng vải và đắp lên vết thương. Bạn hãy thử xem. Khi bị ong đốt. Một số loài ong đặc biệt nguy hiểm. Chúng có thể khiến da bạn đỏ tấy và đau rát trong suốt một ngày trời. Ngay sau khi bị ong đốt, hãy rửa vết thương bằng nước lạnh rồi đắp một lát hành lên đó. Hành sẽ hút chất độc ra ngoài và làm chỗ xương dịu lại trong phút chốc. Hành là phương thuốc hoàn toàn tự nhiên, rẻ tiền, lại vô cùng hữu ích nữa. Vì vậy, lần tới đi chợ, đừng quên mua thêm một vài củ hành dự trữ trong bếp nhé. Tất nhiên, hành còn nhiều công dụng khác mà chúng ta chưa biết hết. Nếu bạn còn những bí quyết nào khác, hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới. Cứu người tích đức. Hãy chia sẻ bài thuốc của Ni Sư đã giúp nhiều người chữa khỏi căn bệnh viêm gan siêu vi B. Không những làm cho sức khỏe của bệnh nhân đi xuống, nó còn là một căn bệnh lây lan rất nhanh. Lương y Ni Sư Diệu Hoa chia sẻ. Từ một bệnh nhân trở thành một lương y. Chúng tôi gặp lương y Ni Sư Nguyễn Kim Cúc, pháp danh Diệu Hoa, 63 tuổi, tại chùa Pháp Hoa, ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Khi công việc khám chữa bệnh của bà đã vãn, chia sẻ về cơ duyên dẫn dắt mình đến với nghiệp thuốc từ thiện, Ni Sư Diệu Hoa chia sẻ, bà sinh ra trong một gia đình nông dân ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Lúc sinh thời, bố của bà cũng là một lương y khá nổi tiếng vùng quê miền Tây này. Tuy nhiên, bà chỉ thực sự yêu và muốn học thuốc từ biến cố bà bị bệnh thập tử nhất sinh. Bước vào tuổi thanh niên phơi phới sắc, bà cảm thấy khó thở và đau tức ngực. Đi khám, các bác sĩ kết luận là bà bị tim. Cũng vì thường xuyên giao lưu trong giới lương y chữa bệnh từ thiện, bố của bà biết sư ông lương y Nguyễn Trí Tài, tức Hòa Thượng Thích Thiện Thắng, nguyên trụ trì chùa Pháp Hoa,
một thời nổi tiếng chữa bệnh từ thiện ở Đồng Nai. Ông lập tức đưa con gái mình đến để được thầy chữa bệnh. Sau khi được sư thầy chữa khỏi bệnh, bà quyết định xin thầy cho được ở lại chùa, làm công quả và học nghề thuốc để có thể phụ giúp thầy trong việc chữa bệnh cho những bệnh nhân bị trọng bệnh như mình. Ước nguyện của bà được gia đình và vị sư thầy chấp nhận. Từ đó, bà chuyên tâm học thuốc cùng thầy và tập trung tu tập. Ngày sư thầy còn sống, khuôn viên nhà chùa luôn đông nghịt người từ khắp nơi đến xin chữa bệnh. Vì sư thầy chữa bệnh mát tay và tài giỏi lắm. Tôi chỉ phụ giúp thầy thôi. Thầy Viên Tịnh là một mắc mắc lớn, nhất là đối với bệnh nhân bị bệnh nan y và những bệnh nhân nghèo. Vị ni sư lặng người trong chốc lát. Bài thuốc từ thiện chữa bệnh viêm gan B. Sau gần 30 năm phụ sư thầy cũng như độc lập chữa bệnh, số bệnh nhân lương y, ni sư chữa bệnh hết không biết bao nhiêu mà kể. Bà cũng không để tâm nhiều về điều đó. Thế nhưng, về bệnh viêm gan B, trường hợp anh Nguyễn Tiến Quân 37 tuổi, một thầy giáo ở Đồng Nai, là bà nhớ nhất. Anh Quân bị bệnh siêu vi B nặng, còn mắc cả men gan cao. Được lương y, ni sư Diệu Hoa hốt thuốc, chữa bệnh, một thời gian sau, anh Quân đã khỏi bệnh. Đến bây giờ, thi thoảng anh Quân vẫn đến đây hốt thuốc uống để tăng cường sức khỏe. Về nguyên nhân dẫn đến căn bệnh viêm gan B, ni sư Diệu Hoa chia sẻ. Nguyên nhân dẫn đến căn bệnh thì nhiều, di truyền từ mẹ sang con là một trong những nguyên nhân. Một nguyên nhân khác nữa là lây lan qua đường tình dục và việc ăn uống không hợp vệ sinh và nhiều hóa chất cũng là một nguyên nhân dẫn đến căn bệnh. Bài thuốc trị bệnh viêm gan B của lương y, ni sư Diệu Hoa gồm hoàn toàn những cây thuốc nam do bệnh nhân tự kiếm hoặc Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Bài thuốc gồm những dược liệu chính sau: cây gáo long, cây diệu hạ châu, tây nhân gian là cây chó đẻ, cây cỏ xước, cây cỏ mược, cây mồng trầu, lá trinh nữ hoàng cung. Cây chó đẻ đặc trị các bệnh về gan, cây cỏ xước làm cho mát gan, hạ men gan, lọc máu mỡ, cây cỏ mược làm cho mát gan và làm lành vết thương, lá trinh nữ hoàng cung đánh tan khối u và thêm một vị thuốc bắc là hổ trường căn. Tuy nhiên, bài thuốc trên chỉ dùng cho những bệnh nhân mới đầu phát bệnh. Còn những bệnh nhân bị bệnh lâu năm thì thêm một số vị như củ mướp gai, phục linh nam, cây lưỡi rắn. Bởi khi bị bệnh lâu năm, sự viêm nhiễm trong gan sẽ trở nên nặng và những dược liệu này sẽ làm tiêu viêm và giải độc gan. Bài thuốc cũng còn dựa vào thể trạng và từng trường hợp bệnh của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân bị bệnh viêm gan mà còn bị thêm các bệnh khác nữa, thì bài thuốc sẽ phải gia giảm cách khác cho phù hợp với căn bệnh của họ. Cùng với việc điều trị, lương y, ni sư Diệu Hoa khuyên nhủ bệnh nhân nên kết hợp phương pháp ăn uống điều độ. Hợp lý thì hiệu quả căn bệnh sẽ cao hơn. Một lọ hoa quả bệnh nhân viêm gan B nên dùng và có tác dụng giúp điều trị căn bệnh rất tốt, đó là chuối sứ. Bệnh nhân nên ăn chuối sứ mỗi ngày từ 1 đến 3 trái, sẽ có tác dụng tốt hỗ trợ điều trị căn bệnh. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Con hết hẳn mồ hôi trộm, ăn ngon ngủ say nhờ các bài thuốc tự nhiên, ngon miệng hiệu quả. Con nhà em, người luôn ướt đẫm mồ hôi, bắt đầu từ 2 tháng đã thấy hiện tượng đổ mồ hôi nhiều ở con. Dễ gặp nhất là khi cho con bú sữa, khi con nằm chơi, hòa tay múa chân. Mồ hôi túa ra, ướt cả khăn sữa lót đầu, lót lưng. Em cũng chu đáo cho con ngủ trong phòng thoáng, mặc cho con áo ba lỗ và lót đầu bằng khăn sữa. Ấy thế mà con vẫn cứ ra nhiều mồ hôi, mà bà ngoại gọi là mồ hôi trộm. Bà bày em phơi nắng cho con mỗi ngày để giảm hiện tượng mồ hôi, nhưng không đỡ tí nào. Đỉnh điểm là lúc 8 tháng, con bị viêm phổi. Bác sĩ chẩn đoán là do con đổ mồ hôi ở lưng quá nhiều, thấm ngực vào người dẫn đến viêm phổi. Lần đó, con tiêm gần 10 mũi kháng sinh và nằm viện gần 10 ngày, sốt hết cả ruột mẹ. Sau lần đó, em bắt đầu tìm hiểu các mẹo,
các cách ngồi thuốc để con bớt ra mồ hôi. Thì trộm vía, em bắt gặp các bài thuốc này vừa giúp bé ngon miệng, vừa chữa được chứng mồ hôi trộm. Đây còn lại là những công thức chế biến cháo ăn dặm, bổ dưỡng cho con, giúp em đỡ bí thực đơn mỗi ngày. Vô cùng hiệu quả, nên em chia sẻ với các mẹ. Mẹ nào áp dụng, con hết đỡ mồ hôi thì cho em hay với nha. 1. Cháo trai. Nguyên liệu: 5 con trai đồng, loại vừa, 30g lá dâu non, 50g gạo nếp, 50g gạo tẻ, dầu thực vật, gia vị vừa đủ. Cách nấu: pha nước muối loãng ngâm trai, sau 1 tiếng vớt ra rửa sạch, cho vào nồi luộc. Nhặt lấy ruột trai và lọc lấy nước trong. Ruột trai bỏ hết phần đất, thái nhỏ ướp gia vị, dùng dầu thực vật xào cho thơm. Lá dầu non rửa sạch thái nhỏ, gạo tẻ, gạo nếp xay thành bột mịn. Cho thêm nước vào nước luộc trai, cho bột gạo vào quấy đều, đun nhỏ lửa. Lá dầu non rửa sạch thái nhỏ, gạo tẻ, gạo nếp xay thành bột mịn. Cho thêm nước vào nước luộc trai, cho bột gạo vào quấy đều, đun nhỏ lửa. Khi cháo chín, cho trai, lá dâu, nêm vừa gia vị. Cháo trai sôi lên lại là được. Cho bé ăn 2 lần trên ngày vào lúc đói. Ăn liền trong 4 đến 5 ngày sẽ giúp bé giảm ra mồ hôi trộm. Chè đậu đăng hoặc đậu xanh chữa mồ hôi trộm. Nguyên liệu: đậu xanh hoặc đậu đen 50g, gạo nếp 50g, lá dâu non khô 10g, đường vừa đủ. Cách nấu: đậu xanh hoặc đậu đen và gạo nếp xào vàng tán thành bột nhỏ. Lá dâu khô cho vào ấm cùng 250ml nước, đun sôi kỹ, chắc lấy nước. Cho bột đậu, bột gạo, đường vào nước lá dâu quấy đều. Đun cho sôi lại là được. Cho trẻ ăn 2 lần trên ngày, lúc đói và cần ăn trong 7 ngày liền để giúp trẻ hạn chế ra mồ hôi trộm. Ở đây, cách nấu của đậu đen và đậu xanh hoàn toàn giống nhau. Các mẹ tùy chọn hoặc nấu thay đổi theo ngày cho bé thêm khẩu vị. 3. Cháo nếp cẩm. Nguyên liệu: gạo nếp cẩm còn nguyên cám. Cách nấu: xay bột nếp cẩm hòa với cháo hoặc bột ăn dặm của bé. Mỗi bữa bột của bé cho vào 1/2 cà phê bột gạo nếp cẩm còn nguyên cám. Đối với trẻ lớn hơn, có thể cho 1 nắm gạo nếp cẩm vào nấu cháo thông thường hoặc nấu thành xôi cho bé ăn. Dùng trong vài tuần nấu cho bé ăn để giảm rõ rệt hiện tượng đổ mồ hôi trộm. 4. Nước lá dâu. Nguyên liệu: 10g lá dâu khô, 5g rau má khô. Cách nấu: cả hai thứ trên rửa sạch, cho vào nồi cùng 200ml nước đun sôi kỹ, chắc lấy nước uống. Chia làm 2 lần cho trẻ uống trong ngày, dùng trong 5 ngày cho trẻ. Nếu trẻ lớn hơn, các mẹ nấu canh bằng nước lá dâu rồi cho bé ăn 1 lần trong ngày với cơm và ăn liên tục trong 5 ngày. 5. Cháo hẹ. Nguyên liệu: 30g gốc hẹ, 50g gạo, 50g thịt lợn nạc, gia vị vừa đủ. Cách nấu: gốc hẹ chọn phần thân sát gốc, rửa sạch giã nhỏ, lọc lấy 200ml nước đặc, thịt lợn nạc băm nhỏ, ướp bột gia vị xào chín. Gạo xay thành bột, cho vào nước gốc hẹ quấy đều, đun lên lửa nhỏ. Khi cháo chín, cho thịt lợn, bột ngọt vào đảo đều, cháo sôi lên là được. Cho bé ăn hàng ngày 1 lần, cần ăn liền 2-3 ngày. Nếu bé chưa ăn được thì lọc lấy nước cho uống. Em mách thêm các mẹ các cách hỗ trợ ngăn ngừa bé ra mồ hôi trộm hiệu quả. Các mẹ cho con bú thường ngày cũng giúp trẻ đỡ ra mồ hôi trộm. Giữ cơ thể trẻ thoáng mát, hạn chế các thức ăn sinh nhiệt, mỡ, thịt bò, tôm, cua, cá biển, mít, sầu riêng, xoài. Bổ sung các chất mát như rau tươi, trái cây, rau má, cải bẹ. Giữ cho trẻ luôn mát, ăn ngủ nơi thoáng mát, chơi đùa trong bóng râm và luôn tắm bé tại nhà sạch sẽ hàng ngày. Cho trẻ uống đủ nước. Khi trẻ ra nhiều mồ hôi, mẹ nhớ lau mồ hôi để không làm bé bị nhiễm lạnh. Việc bé ra mồ hôi trộm là điều hoàn toàn bình thường vì tiếng mồ hôi của bé chưa hoàn thiện. Khi trẻ bị mồ hôi trộm, các mẹ cũng không nên lo lắng quá nếu bé vẫn bú tốt, ăn ngủ và phát triển bình thường. Theo thời gian,
bé sẽ hét. Chỉ cần các mẹ chú ý, khi đêm ngủ hãy sờ lưng, cổ gáy, ngực, trán con, nếu có mồ hôi, hãy lau ngay thì chắc chắn bé sẽ khỏe mạnh và lớn nhanh.